Thưa quý vị, thương mại dịch vụ phát triển, nhiều siêu thị cửa hàng tiện lợi ra đời, đáp ứng nhu cầu mua sắm hiện đại của người dân. Tuy nhiên, đi chợ Tết vào những ngày cuối năm vẫn là thói quen, được nhiều người dân duy trì và là nét đẹp văn hóa, góp phần làm cho mùa xuân thêm đậm đà bản sắc. Chợ Tân Long ngày giáp Tết, không khí mua bán tấp nập rộn ràng. Nằm ở khu vực giáp ranh nên ngôi chợ này phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, một số xã nông thôn mới nâng cao ở huyện Phú Giáo và Bầu Bàng. Ngoài các mặt hàng được tiểu thương nhập về, nhiều nông sản do người dân tự sản xuất và mang ra chợ bán, tạo nên nét bình dị mộc mạc của chợ nông thôn. Người dân cũng đi chợ náo nức chuẩn bị cho mấy ngày Tết cũng thấy vui. Những người quen thì mình mua thì người ta cũng vẫn tặng đồ cho mình cuối năm ấy. Như ví dụ như em đây mua bó lá dăm thì cũng được tặng mớ rau ngày cuối năm. Người dân đi chợ Tết không chỉ mua sắm mà còn là dịp gặp gỡ, trò chuyện, hỏi han nhau, tận hưởng không khí háo hức khi Tết đến. Thực hiện các tiêu chí của nông thôn mới nâng cao, chợ Tết hiện nay được đảm bảo về an ninh trật tự, mỹ quan, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm để người dân an tâm mua sắm. Hàng hóa mình chuẩn bị là từ ngày 25, số lượng rất là lớn, ví dụ như là mình nhắm cái lượng chợ mình bán từ 200kg đến 100kg hoặc 150 và mình lấy cho đủ mặt hàng để mình bán cho người dân xài Tết. Bán mặt hàng này là chủ yếu là người ta tin tưởng cái lòng tin của mình thôi. Mình chấp nhận lời ít chút xíu nhưng mà chất lượng hàng người ta bảo đảm cho ngon cho người ta. Đi chợ Tết để cảm nhận rõ ràng hơn hương vị Tết cổ truyền, có niềm vui và cả nỗi nhọc nhằn mưu sinh ngày Tết. Trong guồng quay cuộc sống hiện đại, chợ Tết vẫn gìn giữ nét đẹp riêng để không ít người con xa quê nhớ nhung tìm về đi chợ ngày cuối năm.